Anh ra nhá, ok anh. Dạ dạ. Vâng. Dạ dạ. Em đã bảo em sang mấy lần mà bố em ốm em không sang được anh ạ. Không, em phải sang bên gặp anh vì là em phải là vì là cái tâm nguyện của em. Vâng. Đó, em phải sang bên anh vì là đấy là tâm nguyện của em mà. Ok em nhá. Dạ anh ra nhá. Dạ dạ dạ. 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 Em chào anh. Dạ dạ. Đó mọi người ạ, anh Hoa Đen này. Anh Hoa Đen ấy sang chơi với anh Cường Tém với Thái Bình. Đó mọi người ạ. Anh về đây anh đoán anh Lâm Sài Gòn. Anh Lâm Sài Gòn là người giúp đỡ Tây Điên ở trại giam Đại An mà Tây Điên đã kể đấy mọi người. Anh Lâm Sài Gòn đó. Đó anh Lâm Sài Gòn mà ấy, vừa rồi các anh ấy gọi các anh ấy bên thì Cường Tém với Thái Bình. Đó, anh Hoa Đen ấy vừa gọi. Thế là anh ấy bảo là anh để sợ em công việc em không đi được. Bảo đại ca về đây không đón em. Đó toàn là anh em ở trên trại Lâm Hà. Đó, anh Cường Tém thì vụ ông Vĩ Trột đó. Anh Cường Tém ở Thái Bình. Đó, anh ấy, một người anh lớn luôn đất Thái Bình đấy, chất luôn, sống rất là tình cảm. Anh ấy bảo vợ chồng Tiến Liên sang mà đó mà rất nhiều rồi, nhưng là Tiến Liên chưa sang được vì bố Tiến Liên ốm. Vừa rồi anh ấy gọi cả anh Hoa Đen này. Anh Hoa Đen trước là đội trưởng ở trên trại giam Lâm Hà. Anh Hoa Đen ở Hà Nội. Anh về anh đón anh Lâm Sài Gòn. Anh Lâm Sài Gòn là người giúp Tiến Liên mà mọi người là ai đã từng xem video ở trên YouTube đấy thì mọi người cũng biết là Tiến Liên đã chia sẻ lúc Tiến Liên vào buồng Đăng Hà ấy, bị Đăng Hà luật lá đầy Tiến Liên của anh Tiến Liên nhá, luật nó lệ lá. Sau này anh Lâm Sài Gòn anh cũng là người thành sếp oi chửi TikTok đi đó. Mình sống vậy thôi mọi người, mình nghèo cái Tiến Liên nghèo thôi, nhưng đi đâu có anh em yêu quý, mọi người dành tình cảm cho Tiến Liên. Con người mình phải sống thế nào vì các anh với yêu quý của mọi người. Đó, sống bao năm giờ rồi về xã hội, bây giờ có một cuộc sống bình yên đó, không có vướng bận gì chuyện xã hội nữa, nhưng là lúc nào cũng được các anh em các tỉnh thành yêu quý. Không phải là Tiến Liên làm trên YouTube với có anh em đâu, nó thật sự luôn, mà Tiến Liên chưa làm YouTube. Tiến Liên sống với anh em Hải Phòng, anh em Hà Nội, rồi là anh em các tỉnh thành luôn, ai cũng yêu quý. Một khi mà đã ở với những năm tháng của Tiến Liên dám khẳng định vậy. Tiến Liên nói sống đẹp thì không dám nói, nhưng là biết sống để cho anh em người ta yêu quý mình, kể cả lúc Tiến Liên bước chân xã hội vậy thôi. Tiến Liên bao giờ cũng vậy, Tiến Liên tôn trọng từ các cháu chứ đừng nói là những người em, người anh, người bạn của mình. Đấy, lúc nào cũng vậy, sống đàng hoàng. Mình nghèo thôi nhưng là mình sống, biết sống để làm sao các cháu, các em, các anh, những người chú yêu quý mình. Đó. Chú ở miền nào vậy? Chú ở Nam Định cháu ơi, Long ơi, Manchester United chùa Nam Định mà. Thế nên chúc mọi người nhé một buổi tối thật nhiều là vui và hạnh phúc. Chúc những người anh em, chị em, bạn bè, các cháu đang xem live stream của Tiến Liên có thật nhiều sức khỏe, nhiều là vui trong cuộc sống. Chấp hành chưa người anh em? Mình chấp hành rồi người anh em ơi. Bi Thái, mình chấp hành ngay người anh em phải không? Anh Yên Chèm chào em Tế nhé. Dạ em chào anh Yên Chèm. Em chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Anh Hoa Đen ấy vừa về đây anh đoán anh Lâm Sài Gòn sang chỗ anh Cường Tém chơi nhỉ. Thế anh lại sợ em không đi được, thế anh lại bảo là anh lại đi sang. Em vừa rồi anh Cường Tém gọi cho em bảo là anh Hoa Đen ấy đang ở đấy chơi với anh. Anh Cường Tém anh mới Thái Bình. Mấy lần ấy về đấy chơi với thằng Gia Cầy bạn em. Xong anh ấy mời vợ chồng em ấy, trân quý vợ chồng lắm, mời vợ chồng em sang, như là vợ chồng em chưa sang được, như là cũng phải sang với anh một lần đó. Thì các anh ấy còn về đây chơi với mình được, mình là em mà là Tế Điên mà. Cảm ơn mọi người nhé đã gửi những lời yêu thương dành cho hello anh Thùy, hello Duy Long nhé, anh chào Duy Long 17 nhé. Vừa nói chuyện anh Cường Tém xong kênh mới hả anh? Kênh này anh lâu rồi, như là anh ít khi like kênh này lắm, anh like kênh khác cơ, anh ít khi like kênh này lắm. Chú xăm lốt cái đầu.